Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Nguyễn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng, hôm nay thì là mình có đi nhập một số ốp về này các bạn này. Một số ốp điện thoại về để về mình bán các bạn. Nghề chính của mình là bán ốp điện thoại này, sạc này, dán cường lực này. Đấy, anh em nào mà dán hoặc là mua ốp thì IP nhá. Các bạn cứ IP, bây giờ là ai cũng dùng cảm ứng đúng không ạ? Thì là các bạn có rất là nhiều loại máy khác nhau, thì là các bạn mua thì các bạn comment bên dưới video, hoặc là các bạn dùng máy gì các bạn comment bên ở bên dưới video để mình biết được. Hiện tại thì mình trên tay mình đang cầm một con đây cho các bạn xem. Hiện tại trên tay mình đang cầm một con iPhone này, ốp iPhone 6 6 thường và 6S, nói chung là iPhone 6 các bạn đấy, không phải 6 Plus nhé. Ốp này vỏ rất là đẹp các bạn, đây này. Các bạn thấy chưa? Vỏ đẹp không? Nhìn nó rất là đẹp. Giá rẻ lắm các bạn. Bọn mình bán lẻ có 3-40 nghìn thôi. Còn ra buôn thì nó lại giá khác. Mình thì mình không ra buôn, mình toàn bán lẻ thôi. Vỏ rất là dày các bạn. Đây. Dày này. Dẻo. Dẻo nhưng mà dày. Đấy các bạn xem. Ở đây rất là nhiều này. Hôm nay mình mới nhập của ông bạn về đấy. Đấy các bạn ơi, đẹp nhỉ, công nhận là đẹp, iPhone 6 thì rất là đẹp. Đây là con iPhone 6 này, 6S thường, còn đây là 6 Plus này các bạn này, màu trắng nhé. Đấy, màu trắng sứ rất là đẹp. Và đây con nữa này, đây con cũng 6S, con này có hình hoa văn. Ốp dẻo các bạn, ốp dẻo này. Đấy. Có hình hoạt hình ở đây. Rất là tin các bạn. Ngoài ra thì là mình có con A3S này. A3S nó rất là đẹp. Đây này. Đấy các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Ốp đẹp ạ. Đấy, hình đây là hình con này chú chó, đây là chú chó của chú Cosin, đây là hoạt hình Cosin các bạn, đây này. Đấy. A3S rất là đẹp. Vâng, đây cũng là ốp A3S này, nhiều hình dạng khác nhau các bạn. Đây là Z3 ngày xưa các bạn. Đấy, cũng có hình Cosin này, đấy. Cosin rất là nổi tiếng trong phim hoạt hình mà nhiều trẻ em họ hay xem và các em bé hay xem luôn. Đây là ốp A5S này. Đấy, cũng như kiểu hình Cosin luôn các bạn này. Đấy. Còn đây là cũng là ốp A3S này, hình cô gái rất là xinh. À, hình hoạt hình các bạn. Rất là đẹp. Đấy cho các bạn xem gần này. Đấy. Ốp A3S này. Và đây là con A37 này các bạn ơi. Oppo A37. Không biết là các bạn nhìn rõ không? Đấy. Oppo A37. Đấy, rất là đẹp, bóc thử cho các bạn xem nhé. Đấy. Đẹp không các bạn? Quá đẹp nhỉ. Các bạn nào mua thì hãy comment ở bên dưới video nhé. Và hiện tại thì là mình đang ở ở trung tâm huyện Bảo Thắng nha. Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Đấy. Lúc nào mình up video mình sẽ để cái link link địa địa điểm cho các bạn xem. Đấy. Còn đây là con A5 này các bạn ơi. A5 dẻo này. A5 dẻo nhá, up mới. Con này con F1 các bạn. Hay còn gọi là A59 này. Cũng ốp dẻo hết. Nhựa dẻo. Cái này nó full sao các bạn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, dẻo các bạn. Và dẻo này không bị gãy viền. Một số ốp cứng hay bị gãy viền. Họ làm theo
dán theo cái viền này, này. Đấy. Nó rất là dễ nứt. Nói chung là ốp dẻo thì rất là tiện lợi và cái chất liệu này rất là bền các bạn. Hôm nay mình nhập 30 cái nhiên. Đây. Đấy. Đây này. Đây còn iPhone 7 các bạn. Hình dáng rất là đẹp. Đấy. Đấy. Con này là con Samsung Z2 Play. Đấy, Samsung Z2 Play. Con này cũng thế, Samsung Z2 Play. Con này cũng thế. À, con này 6S. 6 thường. Đấy. Con này là Xiaomi 7 các bạn. Xiaomi 7 hình chú chó thè lưỡi này. Đấy. Con này là iPhone 7. Con này là A3S. Đấy. Con này A3S màu lam. Màu lam rất là đẹp nhé. Đấy. Bóc cho các bạn xem. Đấy, màu lam rất là đẹp. Đây, iPhone 7 các bạn, iPhone 7 này, đẹp không? Nữ, quá là đẹp. Đây còn A37. Và đây rất là nhiều nữa này. Đấy, rất là nhiều. Hôm nay mình nhập khoảng 30 cái cơ. Đấy, ốp này khoan ra. Đấy, mai mình đi bán các bạn. Anh em nào mua ủng hộ nhé. Anh em comment ở bên dưới video mua ủng hộ nhé. À, các bạn cứ comment là máy của mình tên là gì để mình còn biết. Và mình và cho số điện thoại nhé. Mình sẽ ship tận nơi cho các bạn. Đấy. Và đây này, đây là mình đấy, rất là nhiều ốp anh ạ. Đấy, ốp này đấy, các loại hình luôn, hoa văn rất là đẹp nhá, đủ các loại ốp. Và bên đây nữa này các bạn này, đây là mình còn một số ốp nữa này. Đấy, mình đựng trong cái hộp này. Đấy, mai mình sẽ mang đi bán các bạn, buổi mai mình sẽ bỏ vào đây. Bỏ đây mai đi, mai mình đi bán ở chợ Võ Lao Phú Nhuận nhá. Và các bạn nào mua thì các bạn cứ comment số điện thoại, mình sẽ phi ship, sẽ ship cho các bạn. Đây. Đấy. Đấy chưa, một bịch các bạn ơi, một bịch này. Đấy, một bịch ốp luôn. Chỗ tất cả chỗ này là rơi vào khoảng trên 100 ốp, đầu 369 này. Khoảng 300 ốp các bạn. Chỗ này khoảng 300 ốp. Đấy, một cái túi này. Và đây có cả cường lực này các bạn ơi. Dán cả cường lực điện thoại. Và con này là con 3S này. Đấy, 3S. Để đây các bạn, để đây mai đi chợ, mai đi nào. Trời. Mít. Buổi tối rồi các bạn ơi. Bây giờ là tối rồi. Wow. Thơ lắm.
Mời mọi người ăn mít nha.